chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em đang đứng trước một cái dự án mới của bên công ty em. Vị trí là thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hiện tại em đang đứng rất là gần cái dự án đấy rồi đây ạ, mọi người ơi. Đây. Đặc biệt là cái vị trí của cái căn nhà em sắp sửa giới thiệu đây là có một cái sân để được xe ô tô nha mọi người. Mọi người có thể xem ạ. Đó. Và cái cách đường ô tô đi lại, vị trí nhà mà cách đường ô tô đi lại chỉ khoảng tầm 20 mét thôi. Em xin giới thiệu tới mọi người một cái dự án đây. Căn nhà là diện tích là 30 mét, hướng nhà là hướng Tây Nam và có cái giá chào bán là 2 tỷ 400 triệu đồng. Ngõ trước nhà là 2m2 mọi người nhé. Và cách đường ô tô đi lại chỉ 20m, có sân để xe ô tô mọi người ạ. Đây em đang đến vị trí của cái căn nhà này rồi. Diện tích là 30m, giá bán 2 tỷ 4. Đây là phía cửa chính của ngôi nhà mọi người nhé. Cửa chính của ngôi nhà đây được thiết kế là hai lớp. Lớp ngoài là sắt hộp, sơn tĩnh điện. Và lớp bên trong là cửa gỗ, kính mọi người ạ. Đây là mọi người có thể nhìn ngắm luôn. Nhà là xây 4 tầng, thiết kế 4 tầng. Tất cả mặt tiền của cái căn nhà này là được lát ốp đá gạch granite hàng loại 1. Và mặt tiền của ngôi nhà là khoảng tầm 4 mét mọi người nhé. Xin mời mọi người vào phía phòng khách của căn nhà cùng em. Đây chính là phía phòng khách của căn nhà. Mọi người quan sát luôn tất cả hệ thống đèn led, trần thạch cao, gạch cũng như là sơn bả và đồng thời là giấy dán tường cũng như là trang trí đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái căn nhà hiện tại như thế này thì là chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Đó, mọi người nhìn đi ạ. Rất là đẹp, chỉn chu. Với cái tông màu ốp gạch màu trắng rất là nổi bật cho cái căn phòng khách này. Xin mọi người hướng vào phía phòng bếp cùng em Ánh nhé. Phía phòng bếp của căn nhà được thiết kế là gỗ ép. Đây, được làm màu tông màu trắng, rất là hiện đại và tinh tế, mọi người có thể ngắm qua nào. Đó, đầy đủ và chi tiết cho một hộ gia đình sử dụng, bao gồm đầy đủ các công năng mọi người nhé. Đây ạ, mọi người có thể nhìn qua cái phần trang trí, phần chỗ tủ bếp mọi người ạ. Được ốp kính minh long rất là đẹp. Và đây là hệ thống vòi chậu cũng như là vòi rửa được làm nhập khẩu inox 304. Rất là đẹp đúng không ạ? Phía tầng 1 của cái căn nhà này là có một nhà vệ sinh. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Và có máy bơm nước tổng cho toàn bộ hệ thống của ngôi nhà. Xin mời mọi người lên phía tầng 2 của căn nhà cùng em Ánh nhé. Tầng 2 của căn nhà được thiết kế một phòng ngủ và một nhà vệ sinh mọi người ạ. Với cái diện tích là 30m² thì thiết kế một phòng ngủ phòng rất là rộng và được lát sàn gỗ công nghiệp rất là đẹp. Đó. Và có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong ngôi nhà. Hướng cửa chính của ngôi nhà này là hướng Tây Nam mọi người nhé. Mọi người lưu ý dùm em ạ. Và đặc biệt ở đây, tất cả trên cái phòng ngủ này đều được thiết kế rất là tinh tế, đẹp mắt, sang trọng, phù hợp với tất cả hộ gia đình của Việt Nam. Mọi người nhìn qua cái sàn gỗ đi ạ. Đây là sàn gỗ công nghiệp nhé mọi người. Màu sắc rất là tinh tế, đẹp, cửa thông phòng là gỗ lim Nam Phi. Đó. Mà mọi người hướng ra phía phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng 2 của căn nhà đây rất là rộng, rất là đẹp. Với cái màu sắc gạch ốp 30-60 vân đá rất là đẹp và nổi bật sạch sẽ. Đầy đủ hệ thống sen cây, thiết bị vệ sinh cũng như là vòi, gương. Đầy đủ mọi người ạ. Rất là chi tiết. Xin mời mọi người hướng lên phía tầng 3 cùng em nhé. Tầng 3 của căn nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây chính là phía tầng 3 của ngôi nhà.
tầng 3 của ngôi nhà, cái phòng ngủ ở trên này nó có hơi khác biệt so với tầng 2 một chút. Đó là không lát sàn gỗ nữa mà là lát gạch. Gạch này là kích thước 60-60 granite hàng primer loại 1 nha mọi người. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây, rất là thoáng đúng không ạ? Và tất cả các cửa sổ đều được thiết kế là hai lớp. Lớp bên ngoài là nhôm Việt Pháp kính và lớp bên thứ trong là inox. Toàn bộ cửa thông phòng của cái căn nhà này đều là được làm bằng gỗ lim Nam Phi nha mọi người. Đó, diện tích của căn nhà rất là rộng. Phòng ngủ rất là rộng rãi, thoáng. Xin mời mọi người lên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế gồm một phòng nữa và một sân phơi. Tầng 4 của cái căn nhà này thì được thiết kế tương tự như tầng 3. Đó, mọi người có thể ngắm qua. Đồng thời căn nhà này là có giếng trời để lấy ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà phía dưới cầu thang. Đó, mọi người nhìn đi ạ. Cho nên là khu vực cầu thang rất là sáng khi không bật điện ban ngày. Đây chính là phía sân phơi của toàn bộ căn nhà này. Mọi người nhá, phía sân phơi. Đây, rất là rộng. Có ô trèo đi lên để sau này kiểm tra về bồn nước. Nhà thì đã được lắp đầy đủ bồn nước, lắp được toàn bộ hệ thống điện, công tơ nước đầy đủ rồi. Và căn nhà này mọi người chỉ việc chuyển đồ về ở thôi. Em xin nhắc lại một lần nữa nhé. Diện tích là 30m², thiết kế là 4 tầng. Và vị trí là ở thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quanh vị trí của căn nhà rất là gần chợ, trường, phường trạm, gần các trường tiểu học, trường mầm non, thuận tiện xe cộ đi lại, sinh hoạt hàng ngày. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì bấm vào like kênh để ủng hộ kênh, cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận được thêm nhiều thông tin bất động sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.